xin chào anh em nhé mua xe nên mua bản tiêu chuẩn hay cố một chút lên bản cao hơn rất nhiều người hỏi câu hỏi này đầu tiên anh em cần hiểu đúng được bản chất vấn đề hầu hết các hãng xe trên thị trường đều muốn anh em mua từ bản giữa trở lên vì đơn giản là họ bán được nhiều món hơn anh em thường hiểu theo cái nghĩa là cut option đúng không cut option nọ cut option kia nhưng không phải cắt chúng ta đã bị hiểu ngược hiểu đúng là hiểu theo nghĩa bán thêm option nhưng mà hãng mà bán thêm ý, thì họ cần đảm bảo gì tính đồng nhất chất lượng và ổn định trong quá trình sử dụng. Nên là cố từ bản thấp lên bản cao là một việc rất đáng cân nhắc nếu anh em cảm nhận được một số dấu hiệu sau. Video này thì tôi cần một ví dụ cụ thể nên tôi sẽ lấy CRV bản G và CRV bản L để minh họa. Hai phiên bản này có giá niêm yết chênh nhau 50 triệu nhưng chung nền tảng động cơ, động cơ là 1.5 lít turbo, công suất là 188 mã lực, hộp số CVT, khung gầm cũng không khác gì nhau, Hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing thì vẫn được trang bị đầy đủ trên cả hai phiên bản. Trải nghiệm lái tốt và thể thao như nhau. Ngoại thất cũng giống nhau đến 99%, nhưng nó khác nhau những cái option gì? Bản L này nó có camera lên watch, có cảm biến gạt mưa tự động, có cảm biến phía sau, cốp điện đóng mở thông minh, sạc không dây, có Apple CarPlay không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động, tay lái bọc da, màn hình lớn hơn 9 inch và bổ sung đèn sương mù dạng LED. Cái combo này nó có giá là 50 triệu anh em đánh giá sao về cái combo mà hãng chào bán? Tôi thấy nó rẻ và xứng nám với số tiền. Thứ có giá trị nhất tôi cho là cục điện và thứ hay dùng nhất là gương chống trói, kết nối điện thoại không dây và camera lên watch. Vậy thì có nên cố hay không? Nên cố nếu bạn thấy những cái dấu hiệu sau. Dấu hiệu đầu tiên cần ít nhất một option trong 10 option trên. Nếu cả 10 option trên mà bạn đều thấy chấp nhận được và có thể sống thiếu nó thì ok, hãy lấy cái bản thấp. Tuy nhiên chỉ cần bạn thấy một option Mà bạn thấy thực sự cần thiết với cái nhu cầu của mình Hãy nghe tôi Cố lên cái bản lợ Cố vì thấy nó cần Chứ đừng cố vì thấy cái combo đấy nó rẻ Vì thực ra mỗi người sẽ đánh giá cái option Theo một cách khác nhau Thói quen và nhu cầu sử dụng Ngay cả cái cảm biến phía sau xe Với tôi thì tôi không cần Tôi còn không thích cái tiếng kêu tít tít đó Nhưng mà với người khác thì lại rất cần Nên là bạn chỉ cần tìm được ít nhất một thứ Mà bạn thấy cần thiết Thì nên cố Nếu không cố sau này mỗi lần lên xe, mỗi lần nghĩ tới bạn sẽ thấy tiếc giữa bản L và bản G. Với cái nhu cầu của tôi nhá, thì tôi thấy cần nhất là cái camera lên watch. Vì trời mưa, tôi nhìn gương nó cứ mờ tịt, không nhìn thấy gì. Thì tôi cần một thứ có thể quan sát được khi trời mưa. Cái camera lên watch này nó làm được. Hơn nữa là cái camera này nó có góc rộng, giúp tôi chuyển làn yên tâm hơn. Mặc dù nếu mà so về mặt giá trị nha, giá trị tiền bạc ấy, thì nó sẽ không đắt tiền hay đáng giá bằng cái cốp điện đâu. Nhưng mà bảo tôi cố 50 triệu vì cái combo đó nó có cốp điện thì chưa chắc. Cái sự cần thiết trong quá trình sử dụng nó quan trọng hơn cái giá trị sản phẩm. Cái dấu hiệu thứ hai là có kế hoạch sử dụng lâu dài. Nếu anh em thiếu option trong 1 đến 2 năm thì anh em còn chấp nhận được. Nhưng thử tưởng tượng anh em thiếu nó trong 10 năm thì sẽ rất bí bách và liên tục xuất hiện cái cảm giác tiếc mỗi lần mà nghĩ đến nó hoặc cần đến nó. Lúc đó thì anh em lại nghĩ đến chuyện độ nọ độ kia, nhưng mà hàng độ nó không đảm bảo chất lượng và tính đồng nhất về mặt thẩm mỹ nó cũng không cao đôi khi là có những món chúng ta cũng không độ được nên là cố ở đây là tôi khuyên chân thành ngay cả những cái món đơn giản như kết nối apple carplay không dây có trên cái bản l nhưng mà bản g không có thì cái trải nghiệm sử dụng nó đã khác nhau quá nhiều kết nối không dây nó chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng lại tiện dụng và dùng càng nhiều dùng càng lâu sẽ càng thấy hài lòng hơn nữa là chúng ta sẽ thấy như này có những cái món mà hiện tại thì bạn chưa cần nhưng mà tương lai thì có thể sẽ khác ví dụ như cái cốp điện trên bản l của crv nhá. nếu bạn độc thân thường xuyên đi xe một mình không nhiều đồ thì sẽ ít dùng cốp thì cái món này có thể nó chưa cần thiết nhưng mà tương lai có gia đình thì sẽ dùng nhiều cốp khi phải dùng nhiều và đóng mở liên tục thì sẽ thấy nó có giá trị hoặc bạn có con nhỏ cốp nó nặng thế nó làm sao tự mở được thay vì cứ chạy đi chạy lại mở cốp cho nó thì trên crv bản l này nó có mở cốp từ xa mở cốp bằng nút bấm hoặc đá cốp thì trẻ con cũng có thể dễ dàng thao tác những cái option dù nó có giá trị nhỏ hay to nếu bạn có ý định sử dụng xe trong một thời gian dài thì nó đều đáng tiền cái dấu hiệu thứ ba là không biết mình muốn gì cái bản tiêu chuẩn này, nó chỉ dành cho những người hiểu rõ nhu cầu của mình và có kinh nghiệm về thị trường đồ chơi và nắm rõ giá cả ngoài kia còn với những người mà không dành về xe hãy nghe tôi lấy cái bản cao như tôi đã nói phía trên hãng xe muốn bán cho anh em cái bản cao nên là cái combo option bán kèm ấy, giá nó rất hợp lý. Hãng xe nào cũng vậy, không bao giờ bị đắt đâu. Đây là theo cái kinh nghiệm hàng ngày ngồi đến option của các hãng. Tôi thấy thế và tôi khuyên anh em như vậy. Ví dụ như CRV phía trên, 50 triệu mà anh em được 10 món. 10 món này nếu anh em ra ngoài mua ấy, có khi nó còn đắt hơn mà không có kinh nghiệm mua đổi, không biết loại nào chất lượng thì nó quá rủi ro. Lại thiếu kinh nghiệm chọn chỗ độ xe, lại gặp vào cái chỗ không uy tín, thợ tay nghề yếu có khi còn làm hỏng xe thêm nên là cố trong trường hợp này nó rất đáng đó là một vài lời khuyên thật tâm hy vọng giúp được anh em trong quá trình lựa chọn xe xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo